Mới chơi. Chơi. Chết. Đó là cắt. Mới chơi. Cái quần đỏ đỏ, áo đỏ là đỏ. Của hồi nãy là thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, không sao hết. Ui, bỏ đi. Rồi không sao hết anh. Em cắt luôn rồi, em cắt cái hơn. Rồi đúng rồi. Thấy ai, thấy ai nè. Đúng rồi. Thêm là 2, 3, dếp. Em cởi cái áo khoác này ra. Ủa thôi anh, tự nhiên cái chụp hình tự tin mà cởi áo khoác là ở trong họ lắm. Anh đang sáng tác nghệ thuật. Với con mắt của anh á thì nghệ thuật nó phải hững hờ một chút xíu ha. Nghe lại anh đi, cởi ra. Thôi anh, tự nhiên cởi áo khoác kỳ lắm thôi. Hay. Em phải biết là anh đang làm gì đúng không? Lại nghe lời anh, cởi cái áo khoác này ra. Anh trả 5 triệu. Thôi, em không chụp đâu. Trời ơi, không lẽ bây giờ mình chụp nãy giờ rồi. Có cái việc cởi cái áo này ra thôi mà em không làm được. Thôi, em không chụp nữa đâu. Vậy thì, ok. Không chịu 5 triệu thì 10 triệu. Thôi, anh làm gì vậy? Trời. Tao nói nhẹ nhàng nãy giờ mày không nghe đúng không? Vậy thì, mày thích bạo lực hả? Tao chịu mày. Mới chạy. Yeah. Em có gì sợ hả? Ừ. Ê, trời. Sợ lắm luôn rồi. Tâm tâm không giờ cái mấy thằng chạy nha. Tâm lý là để đang nó đang cua là nó giật em bỏ chạy đó, hết hồn rồi hai. Yeah. Yeah. Bên này thì không, bên này thì để bé để la bên này xong chắc chắn bên kia nha, không bên trái không bên phải nha, không làm gì đâu mà la. Rồi dằn co chút xíu nữa nha, nãy không dằn co hai tay giống như chấp nhận gì đó. Cơm lên xíu nữa, cơm lên xíu nữa, ụp xuống lên tiếp. Cái lũ nhóc tụi mày ha, gan lắm. 1, 2, 3, 4, 5. Tao lấy đồ tàn cả đám. Còn bắt ai? Lấy đồ tàn ai hả? Tao lấy mày á, con mở nhộn. Mới rồi á, mọi người về đây coi nè, cái tên biến thái. Ví dụ con gái nhà người ta chụp hình xấu xa, mọi người báo ngay nhà tôi nha. Lời chuyện nè, cái tên biến thái. Giỡn giỡn cái nhà mọi người ơi. Rồi 3, 2, 1 tiếp. Rồi tiếp là thế rồi nha. Rồi 3, 2, 1, giết. Không làm gì em tôi. Sao giờ này mà muốn tới? Trời ơi, con tôi bị canh mê ông Mỹ giở trò, con tôi mới có bằng chứng chứ. Cái lũ nhóc này. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Tao lấy đồ tàn hết chở đám. Bắt ai? Lấy đồ tàn ai hả? Mày với con mỏi nhọn. Mày với con mỏi nhọn.
Hi. Hi ơi, nó bỏ chạy rồi. Không sao đâu em. Máy đang chạy. Tình cảm một chút xíu. Máy đang chạy. Giống như ông hát vậy đó. Diệp. Thì tao bỏ chạy rồi. Không sao đâu em. Thì sao quay qua nhìn Vinh đâu? Nani? À, bây giờ anh sẽ đưa cho em trước 1 triệu. Sau khi chụp xong, anh sẽ chuyển khoản phần còn lại, được không? Em đồng ý. Chú ấy ấy ơi, chú có cần người mẫu nhí không? À, chú không cần nha con. Hai đứa đứng gần đây. Rồi, ok. Tóc máy chạy. Rồi, máy chạy. 3, 2, 1. Diễn. À, bây giờ anh sẽ đưa cho em trước 1 triệu. Sau khi chụp xong, anh sẽ chuyển khoản phần còn lại, được không? Ờ, dù gì á, cũng chỉ là chụp ảnh. Vừa có tiền, vừa nổi tiếng, còn hề được ai kia. Em đồng ý. Vậy thì quá tốt rồi. Bây giờ anh sẽ gọi ekip anh tới, rồi chúng ta bắt đầu chụp, ha? Dạ. Chú ấy ơi, chú có được một bọn nhí không? Chú không cần nha con. Đây, đây.